Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017. Năm 2016, trên địa bàn thành phố Đà Lạt tuy không có thiệt hại về người, nhưng do thiên tai đã làm thiệt hại về tài sản và hoa màu trên 5,1 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại do sập ta ly, sập nhà, tốc mái, sập nhà kính 3,8 tỷ đồng, 45 hectare cây trồng bị hư hại với mức thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2017, tuy mới đầu mùa mưa, nhưng do sự biến đổi khí hậu nên thành phố Đà Lạt đã chịu thiệt hại do thiên tai khoảng hơn 20 tỷ đồng. Chủ yếu thiệt hại do sập tốc mái trên 16.000 hectare nhà kính, thiệt hại khoảng hơn 1,1 tỷ đồng và hư hỏng 197 hectare rau hoa, ước thiệt hại gần 21 tỷ đồng. Đặc biệt vừa qua, tại đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Trương Công Định thành phố Đà Lạt đã xảy ra hiện tượng nứt đất và lún sụt nhà của các hộ dân. Để ứng phó với tình trạng thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, từ nay đến cuối năm, thành phố Đà Lạt tập trung tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, bố trí lực lượng trực khi có sự cố xảy ra, thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt với phương châm 4 tại chỗ. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng nâng mức đầu tư, sửa chữa các công trình phòng chống bão lụt, bổ sung kinh phí dự phòng cho thành phố để hỗ trợ kịp thời thiên tai cho người dân.